Yeah. Video cho cả mọi người đang thấy. Mày có thấy cái dấu này nó ở tay không? Nhưng mà bây giờ tao sẽ tặng cho mày một ngày mong tin có mày tay không? Bây giờ một mày để mà một xu tin có mẹ bây giờ ta làm hỏng mắt cho mình một cu. Ok, tin có mẹ mày thằng đéo có thủ, nhưng mà bây giờ tin mẹ tao phòng thủ mày chống thủ. Bây giờ tao công kích cho mày biết thế nào là mày ngu. Tin mẹ thằng con thú hoang, bây giờ mày chữa hoàng tính cho mày chắc. Đâu cần Tây Bắc, Tây Bắc ở đây là tao, đất 26 ở tao, không có bọn tao thì mày còn đứng ở đây chắc. Tin mẹ sẽ tao cho mày biết. Switch it. Khổ mi lại nghe chuyện cũng nhiều rồi, bây giờ thì để đi cho một tôi. Tôi sẽ là hồ phí lai, được nhìn về cảnh đề ngoài. Tôi rất không thể trai như mà, tôi có tính tài. Các bạn biết là gì không? Tôi là ở thân gia. Như vậy là quá đủ rồi, tôi là mọi thứ biến chuyển theo là cách mà tôi đang cối đầu. Hàng ngày như vậy thôi, tôi không cần chửi ai cả. Vì tất cả anh em chúng ta đều là nhà. Yeah. Nhiều tình cảm quá. Ra mày thở đây. Rap của mày, quê tao thì chất đầy và đi con mẹ. Thằng lồn này là một thằng rất gây. Rap của mày, quê tao thì chất đồng và đi con mẹ. Ai chúng mày hôm nay chúng mày phải bắt đầu. Hôm nay tao đến đây là 420. Chúng mày mong con hồn trốn đi ngay. Bởi vì tao ở đây tao hút tần ta. Và bây giờ tao sẽ tản ra cho chúng mày chút tần ba. Tao sẽ ít thằng thằng chắc tay lờ. Và đi con mẹ có lẽ mày sẽ chết bây giờ. Bây giờ tao cũng đi chắc tay lờ. Nhưng mà thôi, thằng này mặc áo đen. Và đi con mẹ nó như một thằng áo tem. Mày nên rằng có cái lồn gì đâu. Đi con mẹ mày, đây là underground. Đéo phải under tao nên là đi con mẹ. Đây đéo phải overground nên chúng mày có thể câu giờ tao. Yo, anh em cứ vào đây đi thôi. Phải cười thật tươi nghe hôm nay vì ở đây có cây gì thôi. Có chuyện gì tôi không có sợ. Tôi nói một điều đơn giản là ông thân quá vợ. Ok, hai thằng này người có cảnh sát nào không? Mình có thích không tao mặc áo vàng như là cảnh sát giao thông. Tao sẽ cho chúng mày chết ngay. Hai thằng lồn này mình cứ đẩy vào đây mà tiếp tay. Yo, một thằng thì đeo chính. Một câu của tao thì tao nói thật là chúng mày cứ nhận mày là theo đi. Và đi con mẹ mày. Xin cảm ơn các rapper. Và các bạn khán giả, đầu tiên các bạn hãy đứng dàn hàng ngang theo thứ tự đi ạ. Đầu tiên là Hổ Mỹ Lai, TBO. Tôi chưa ấy đâu ạ. Xin lỗi các bạn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhá. Tôi xin giới thiệu tên với các bạn. Hổ Mỹ Lai này, TBO này, Giáp và Phở, đúng không ạ? Ok, bắt đầu nhá. Hổ Mỹ Lai, TBO, Giáp, Phẩn. Chúng ta có khá xem giữa TBO và Phẩn. Xin một lần nữa đến với TBO, Phẩn. Xin chúc mừng rapper TBO vào trong.